Lầu đê tua Jesus Christus ngợi khen chúa Giêsu Kitô. đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư 20 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong phiên họp thứ 24 của Tổ chức An ninh Cộng tác Phát triển OSCE ở thủ đô Vienna, bên Áo tiếp đến trong một gương chiến nhân, mai châu sẽ thuật lại gương can đảm của bà annabel staley quyết chiến đấu để chữa trị cho đứa con gái tàn tật và cuối chương trình trong một đạo vào đời, trần phúc nhạc sẽ nói về đề tài giáng sinh đổi đời của thánh nữ teresa hài đồng giêsu. Bây giờ kính mời quý vị nghe linh tiến khải và xuân khánh đọc tin tức Vatican Sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói chuyện viễn liên video với các sinh viên Đại học Sophia ở thủ đô Nhật Bản. Đại học Sophia của dòng tên được thành lập năm 1913 tại thủ đô Tokyo và hiện có 11.000 sinh viên thuộc 8 phân khoa với tổng cộng 27 ban khác nhau. Số nhân viên các cấp của đại học là 1.000 người. Trong cuộc nói chuyện với khoảng 100 sinh viên, và trả lời tám câu hỏi họ nêu lên. Đức Thánh Cha cho biết, làm giáo hoàng Ngài có rất nhiều niềm vui, nhất là khi có thể được tiếp xúc với dân chúng, đặc biệt là các trẻ em, người già và bệnh nhân. Việc tiếp xúc này giúp đỡ Ngài rất nhiều, làm cho Ngài trẻ trung hạnh phúc và vui tươi hơn. Trả lời một câu hỏi khác về giáo dục, đặc biệt là thứ giáo dục, nhắm kiến tạo một xã hội cạnh tranh, Đức Thánh Cha nói đến những nguy cơ của chủ trương chỉ nhắm đến công danh sự nghiệp. Nền giáo dục như thế, thay vì làm cho bạn tăng trưởng, thì lại làm cho bạn bị thu nhỏ, phục vụ cho chủ trương tùy thuộc công trạng. Công trạng là điều quan trọng, nhưng khi các bạn đặt công trạng ở trung tâm mọi sự, thì nó trở thành một xã hội phục vụ cho công trạng. Trong đó, nhiều khi người ta đi tới những điều rất xấu xa một nền giáo dục không nhắm phục vụ tha nhân thì nó sẽ đi tới chỗ thất bại. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ quan tâm nhiều khi thấy những người trẻ đánh mất đi căn cội, không còn nhớ tới văn hóa, lịch sử, những căn cội gia đình và con người của mình. Trong chiều hướng này, Ngài khuyến khích các bạn trẻ đối thoại với người già, tìm lại ký ức, tức là những căn cội của mình. Trong cuộc đối thoại, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của tôn giáo và nói rằng tôn giáo không phải là một điều người ta bịa ra như một vỡ tuồng nhưng nảy sinh từ ước muốn nơi tâm hồn con người ước muốn vượt lên trên bản thân và trong cuộc tìm cách vượt lên trên chính mình con người tìm được tuyệt đối là thiên chúa theo đức thánh cha mỗi tôn giáo làm cho bạn tăng trưởng nếu chúng ta thấy một người nói mình có tôn giáo mà không tăng trưởng không phục vụ tha nhân thì người ấy không phải là người có tôn giáo nhưng là người thờ thần tượng họ tìm lợi lộc trong lãnh vực tôn giáo tôn giáo làm cho bạn tăng trưởng và những vĩ nhân trong lịch sử nhân loại là những người có tôn giáo đức thánh cha cũng nhận xét rằng trong mỗi tôn giáo đều có một nhóm nhỏ cực đoan không đáp ứng lý tưởng tôn giáo và tình trạng này đưa tới những hành động khủng bố trả lời một câu hỏi khác về môi trường và nghèo đói đức thánh cha nói rằng ngày nay nhân loại đứng trước một chọn lựa bắt buộc đó là coi trọng môi trường nếu không muốn đi tới sự hủy diệt nhân loại đức thánh cha kể là đã tiếp kiến tại vatican một số vị quốc trưởng ở châu đại dương các vị ấy nói với Ngài về thảm họa một số hải đảo sẽ biến mất trong vòng 20 năm tới đây vì mực nước biển dâng cao do sự hâm nóng của trái đất. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm và chăm sóc trái đất của chúng ta. Ngài cũng đề cập đến nạn phá rừng ở vùng Amazonia hoặc các vùng rừng bao la khác như dưỡng khí của trái đất. Nạn phá rừng tạo nên một sự chênh lệch to lớn Đức Thánh Cha tố giác những kẻ chỉ tìm lợi lộc kinh tế, không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân họ. Và Ngài nói, chúng ta không thể chỉ phục vụ tiền bạc. Roma, 33 thầy phó tế thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô đã thụ phong linh mục hôm 16 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành trước sự hiện diện của 3.000 tín hữu. Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican đã chủ sự lễ tấn phong. Trong số các tân chức, có 13 vị người Mexico, 5 vị người Brazil, các vị khác người Mỹ, Venezuela, El Salvador, Slovak và một số nước khác. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bertello kêu gọi các tân linh mục hãy để cho bản thân mình đứng lùi đằng sau và trở thành dụng cụ sinh động của Chúa Giêsu Kitô linh mục cần khiêm tốn theo đuổi con đường nên thánh như vậy hàng ngày. Theo niên giám năm nay của tòa thánh, dòng đạo binh chúc Kitô hiện có 1.650 tu sĩ, trong đó có 693 linh mục, hoạt động tại 121 nhà trên thế giới. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ Kitô Âu Châu hãy làm cho tình hiệp thông vui tươi trở nên hữu hình hơn. Đức Thanh Trà đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi hơn 20.000 bạn trẻ Kitô từ 45 quốc gia sẽ tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 40 do Tu viện Đại kết Tai C tổ chức tại thành phố Ban Thụy Sĩ từ ngày 28 tháng 12 năm nay đến mùng 1 tháng 1 sắp tới. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhắc đến năm kỷ niệm, 500 năm cuộc cải cách của Luther sắp kết thúc và nhắn nhủ các bạn trẻ, cụ thể hóa tình hiệp thông an vui, tình hiệp thông này xuất phát từ nguồn mạch trái tim trào dân của Chúa. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ các bạn trẻ tin lành, công giáo và chính thống. Hãy vui mừng vì những ân huệ khác nhau Chúa Kitô ban cho mỗi người và để cho mình được phong phú hóa nhờ những ân huệ ấy và để cho niềm vui phúc âm liên kết tất cả chúng ta vượt lên trên những chia rẽ đau thương. Cả Đức Thượng phụ Bartholomeus thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, Đức Tổng giám mục Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cũng gửi sứ điệp khích lệ các bạn trẻ sẽ tụ về thành phố Ban. Từ 40 năm nay, vào cuối năm, Thư viện Đại kết Tây Xê bên Pháp vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, công giáo, chính thống, tinh lành, anh giáo trong khuôn khổ chương trình Những Người Lữ Hành Trên Con Đường Hy Vọng. Từ nhiều tháng nay, ban tổ chức và những người thiện nguyện đã tìm chỗ trọ cho các bạn trẻ trong các cộng đoàn và tư gia, nhưng hiện nay vẫn còn thiếu khoảng 1.000 chỗ. Ban là thành phố ở biên giới của ba nước, Thụy Sĩ, Đức và Pháp, nên 10.000 người thiện nguyện thuộc các cộng đoàn trong vùng này đã cộng tác vào việc chuẩn bị đón tiếp và giúp đỡ các bạn trẻ. Khoảng 250 xe bus sẽ chở các bạn trẻ đến Ban vào ngày 28 tháng 12 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Cat Press, truyền đi hôm 17 tháng 2 vừa qua, thầy Alois loser người Đức, Bề trên tu viện Đại kết TJ nói đến sự mệt mỏi của Âu châu hiện nay và tại nhiều miền ở đại lục này, đức tin bị lu mờ. Giáo hội có trách nhiệm làm sao để người trẻ có thể sống đức tin một cách mới mẻ, sâu xa và với những xác tín bản thân mạnh mẽ hơn. Thầy nói, ai khám phá được điều đó thì cũng là người dẫn thân mạnh hơn cho Âu châu. Thầy Alois là một tín hữu công giáo và trong số 100 tu huynh thuộc cộng đoàn TG có những người tin lành, anh giáo hoặc chính thống. Trong cuộc phỏng vấn, thầy mô tả vấn đề di dân là một thách đố lớn đối với Âu châu hiện nay và một điều quan trọng là tương quan mới mẻ và chân thực giữa Âu châu và Phi châu. Theo thầy Alois, trong công tác dẫn thân cho giới trẻ và tìm kiếm những tương quan đại kết giữa các giáo hội và cộng đồng Kitô Tu viện Tez cảm thấy được khích lệ mạnh mẽ nhờ Đức Giáo Hoàng Francisco. Islamabad, chính quyền bang Xin bên Pakistan đã quyết định gia tăng việc bảo vệ an ninh cho các nơi thờ phượng tại đây sau vụ khủng bố hôm Chủ Nhật 17 tháng 12 tại một nhà thờ Tin lành Methodist ở thành phố Quetta, làm cho 9 tín hữu thiệt mạng và 44 người bị thương. Trong thánh đường lúc đó có 400 tín hữu đang làm việc thờ phượng. Hai tên khủng bố 16 và 20 tuổi đã thực hiện cuộc khủng bố tự sát. Máy video cho thấy hai thanh niên toan đột nhập khuôn viên thánh đường nhưng bị lính canh gác chặn lại. Sau khi giết một binh sĩ canh gác, họ chạy vào nhà thờ. Một tên cho bom mang trong người nổ tung tại cửa thánh đường. Tên thứ hai bị các nhân viên chạy tới bắn chết lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Vụ khủng bố làm gia tăng nỗi lo âu của cộng đồng Kitô, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Ông Sohai Anwar Sijan, Bộ trưởng Nội vụ của bang Sin, tuyên bố tăng cường các biện pháp an ninh để đánh tan những đe dọa đối với những nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo. Ông nói, những kẻ muốn phá hoại hòa bình tại đất nước này đang tạo nên những ung nhọt. Toàn thể đất nước cần đoàn kết chống lại những dự án đen tối của họ. Chính quyền Bang Xin dự trù bố trí 2.310 cảnh sát để bảo vệ 1.253 nơi thờ phượng của các nhóm thiểu số, trong đó có 703 đền thờ Ấn Giáo, 523 thánh đường Kitô Giáo. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, trong phiên họp thứ 24 của tổ chức An ninh cộng tác phát triển OSCE. Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 vừa qua, phiên họp thứ 24 của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, viết tắt là OC, đã diễn ra tại Viên, thủ đô nước Áo, có sự tham dự của Ngoại trưởng các nước thành viên. Đức Tổng giám mục Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đã hướng dẫn phái đoàn tham dự khóa họp và phát biểu trong dịp này. Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu là một tổ chức quốc tế được thành lập ngày 3 tháng 7 năm 1973 trong hội nghị nhóm tại Helsinki giữa bầu khí của chiến tranh lạnh. Viết tắt là CSCE, tổ chức nhắm mục đích nối lại cuộc đối thoại giữa hai khối Đông Tây. Tham dự hội nghị đã có đại diện của mọi quốc gia Âu Châu, ngoại trừ Albania và các đại diện của Hoa Kỳ và Liên hiệp các nước Cộng hòa xã hội Liên Xô vào tháng riêng năm 1995, tổ chức được đổi tên viết tắt là OSCE. Hiện nay tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu bao gồm 57 quốc gia thành viên của các quốc gia trải dài từ Vancouver bên Canada cho tới vùng Vladivostok của Liên bang Nga. Nó là dụng cụ nền tảng nhắm báo động phòng ngừa các vụ xung đột, giải quyết các khủng hoảng và tái thiết các tàn phá do các cuộc xung đột gây ra liên quan tới lĩnh vực an ninh tổ chức bao gồm nhiều sinh hoạt như kiểm soát khí giới ngoại giao phòng ngừa đề ra các biện pháp nhằm củng cố sự tin tưởng và an ninh bảo vệ các quyền con người việc dân chủ hóa an ninh kinh tế và an ninh môi trường tất cả các quốc gia thành viên đều có các quyền ngang hàng như nhau và các quyết định được biểu quyết chung các sinh hoạt của tổ chức osce bao gồm ba chiều kích chính thứ nhất là chính trị quân sự nhằm giải quyết các khía cạnh an ninh quân sự thứ hai là lãnh vực kinh tế và môi trường nhằm đối phó với các đề tài của năng lượng môi sinh và phát triển kinh tế thứ ba là chiều kích nhân bản chú ý tới các vấn đề quyền lợi và các quyền con người các vị ngoại trưởng của các nước thành viên tham dự các phiên họp bộ trưởng các quốc trưởng và thủ tướng tham dự các hội nghị thượng đỉnh mỗi nước thành viên giữ nhiệm vụ chủ tịch một năm đặc trách sinh hoạt hành pháp của tổ chức. Vị tổng thư ký của tổ chức có nhiệm kỳ ba năm đặc trách việc trợ giúp vị chủ tịch đương nhiệm và cai quản các cơ cấu của tổ chức. Văn phòng thư ký của tổ chức đặt tại Viên, thủ đô nước Áo. Trong số các cơ cấu có tầm quan trọng đặc biệt có văn phòng bảo vệ dân chủ và các quyền con người, văn phòng này giám sát các cuộc bầu cử và phát triển các cơ cấu bầu cử dân chủ quốc gia cũng như các quyền con người và cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho việc phát triển các cơ cấu pháp lý quốc gia ngoài ra văn phòng cũng thăng tiến các tổ chức phi chính quyền và xã hội dân sự hàng năm văn phòng tổ chức cuộc gặp gỡ để duyệt xét tình hình nhân quyền tổ chức OC có một mạng lưới sứ mệnh gồm hàng ngàn nhân viên hoạt động trong vùng Ban Can, Trung Á và vài cộng hòa của Liên bang Nga. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher. Mở đầu bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh chuyển tới các tham dự viên khóa họp của toàn gia đình OSCE lời chào thăm, sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Tổng Giám Mục cũng thay mặt phái đoàn tòa thánh. Cảm ơn ông Sebastian Kurz, Ngoại trưởng Áo, kiêm Bộ trưởng Hội nhập của Liên hiệp Âu Châu, cũng như toàn hội đồng chủ tịch Oxe của Áo, vì các nỗ lực trong năm nay và lòng hiếu khách quảng đại trong các ngày nhóm họp tại Viên. Ngài cầu mong tinh thần ngoại giao phát xuất từ tên thủ đô Viên của Áo, hướng dẫn các quyết định của khóa họp đi tới thành công. Điểm thứ nhất của bài phát biểu liên quan tới các thách đố và các cơ may mới. Năm vừa qua xác nhận rằng có rất nhiều thách đố đối với nền an ninh và sự ổn định mà tổ chức OSCE phải đương đầu, bao gồm cả các xung đột đã bị đông lạnh từ nhiều thập niên qua, mới nhất và không kém trầm trọng là các cuộc khủng bố phá hoại và các vụ bạo lực khác như đã được liệt kê trong tài liệu chủ trương quá khích bạo lực và triệt để dẫn đưa tới khủng bố tòa thánh lo lắng vì nhận thấy tình trạng chai cứng con tim đối với người ngoại quốc đặc biệt là đối với các người di cư tị nạn cũng như đối với những người trở thành nạn nhân của kỳ thị bất công vì lý do chủng tộc phái tính ngôn ngữ và tôn giáo cũng cần phải thừa nhận rằng có các thách đố ngay bên trong lòng tổ chức osce các cuộc thảo luận cam go liên quan tới việc bổ nhiệm bốn nhân viên quan trọng, cộng với thách đố liên tục của việc chấp nhận ngân sách hàng năm, sự tiến triển trong việc duyệt xét mức đóng góp của tổ chức và khung cảnh hợp pháp của tổ chức, cho thấy rõ ràng mọi sự không đúng như chúng phải là trong sinh hoạt hàng ngày của tổ chức. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nói, cả khi có nhiều thách đố và các chênh lệch chồng chất chống lại chúng ta, tôi hài lòng xác nhận một lần nữa rằng tòa thánh tin tưởng nơi tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu, tổ chức OSCE có thể và phải nắm giữ một vai trò định đoạt trong việc bảo đảm an ninh và ổn định cho Âu Châu và vượt ngoài Âu Châu nữa, trung thực với bản chất và sứ mệnh của nó là giữ gìn an ninh trong vùng. Sự đồng thuận rộng rãi có được liên quan tới các dấn thân và dụng cụ của nó giúp phòng ngừa xung đột, cũng như nghị quyết cho phép 57 quốc gia tham dự phân tích, thảo luận và cho thấy các thách đố. Điểm thứ hai là sự tin tưởng và đối thoại. Đức tổng giám mục Gallagher nói, sự tin tưởng của Tòa Thánh nơi tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu được xây dựng trên sự gắn bó không bao giờ ngừng của Tòa Thánh với và trên việc loan báo tin mừng hòa bình. Điều này có nghĩa là Tòa Thánh sẵn sàng cộng tác với mọi chính quyền quốc gia và quốc tế cũng như với các thành phần và tổ chức khác trong việc bảo vệ thiện ích đại đồng vô biên là hòa bình như Đức Phaolô sáu đã khẳng định hòa bình không được xây dựng trên các phương tiện chính trị và trên thế quân bình quyền lực hay lợi nhuận nó được xây dựng với trí óc tư tưởng và với các công việc của hòa bình thật thế việc xây dựng và củng cố nền hòa bình là một bổn phận luân lý một trách nhiệm cấp thiết phải được tái củng cố bởi một nền văn hóa của sự tin tưởng xây dựng trên đối thoại đích thực. Như Đức Thánh Cha Phan Cô đã ghi nhận, việc thực hiện hòa bình đòi hỏi một điều gì đó khác hơn là nền tảng của việc đơn thuần dẹp bỏ các vũ khí. Thực hiện thực ích của hòa bình, trước hết mời gọi giáo dục hòa bình, loại trừ văn hóa xung đột nhằm gây sợ hãi cho người khác, vì thế phái đoàn chúng tôi cho rằng an ninh sẽ chỉ hữu hiệu và kéo dài nếu các sáng kiến của việc kiểm soát vũ khí, phòng ngừa và giải quyết xung đột như nhiệm vụ của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu đi sóng đôi với các đề nghị thích hợp rộng rãi hơn trong cả ba lĩnh vực của Tổ chức OC. Trọng tâm việc làm cho hòa bình tiến tới là sự tin tưởng lẫn nhau. Nó đòi hỏi trước hết và trên hết việc hiểu biết thực tế các điều kiện liên quan tới sự khác biệt hay xung đột để tín thác giải pháp của nó cho một cuộc đối thoại kiên nhẫn và xây dựng điều này đòi hỏi hy sinh từ phía các tham dự viên để bảo đảm cho sự thành công của các lựa chọn tốt đẹp nhất nếu cuộc đối thoại xem ra không vinh quang bằng chiến đấu trên bãi chiến trường nhưng kết quả của nó một nền hòa bình công bằng và lâu bền lại rất ích lợi cho mọi phe liên hệ bao gồm hàng ngàn và cả hàng triệu người có thể bị liên lụy một cách trực tiếp hay gián tiếp bởi cuộc xung đột vũ trang. Việc tiếp cận nền an ninh có thể hiểu được và cuộc đối thoại bao gồm cởi mở và trong sáng, căn tính của tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu là điều sinh tử đối với tòa thánh, và chúng là một trong các lý do chìa khóa khiến cho ngay từ đầu tòa thánh đã liên tục dẫn thân cộng tác với tổ chức OC. Bản chất chính trị của tổ chức và việc làm luật của nó đã chứng minh cho thấy nó là một sức mạnh to lớn và đã cho phép 57 quốc gia tham dự đạt được sự đồng thuận liên quan tới nhiều vấn đề mà một cách khác đơn thuần không thể giải quyết được. Tuy nhiên, để cho việc tiếp cận an ninh trở thành một thực tại, sự tin tưởng phải là chìa khóa trong tiến trình liên hệ giữa các quốc gia và nhất là giữa các nước tham dự tổ chức OSCE. Phái đoàn chúng tôi xác tín rằng nếu không có một sự hiểu biết thích đáng về thực tại này, tổ chức của chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn trong việc tìm ra các giải pháp cần thiết và các phương thế giúp tiến tới, vì chúng ta có nhiều thách đố. Điểm thứ ba là chiều kích nhân bản của nền an ninh toàn diện từ khi có tài liệu chung kết helsinki các quyền đại đồng của con người và các quyền tự do căn bản đã được thừa nhận như một yếu tố nòng cốt của hòa bình công lý và thoải mái cần thiết để bảo đảm cho sự phát triển các tương quan thân hữu và cộng tác giữa mọi quốc gia triết lý đạo đức luân lý của tài liệu helsinki liên quan và một cách đúng đắn lo lắng cho yếu tố nhân bản chống lại việc tập trung của lãnh vực thứ ba để phát triển một cách huynh đệ các tương quan và sự cộng tác giữa các chính quyền cũng như các quốc gia phản ánh sự bổ túc tùy thuộc và củng cố cho nhau một đàn giữa các quyền con người và các quyền tự do nền tảng đàn khác là sự an ninh an ninh và cộng tác giữa các chính quyền chỉ có thể yểm trợ nếu chúng không dựa trên sự khéo léo chính trị và chiến thuật nhưng dựa trên công lý tình liên đới và sự tôn trọng đối với các quyền con người và các quyền tự do nền tảng nếu chúng ta muốn tìm kiếm hòa bình đích thực phẩm giá của mỗi một bản vị con người từ đó phát xuất ra các quyền bất khả nhượng của họ chúng ta phải ở trên điểm khởi đầu này chắc chắn là các quyền con người và các quyền tự do căn bản không thể bị tách rời khỏi bổn phận của mỗi công dân, phải tôn trọng các quyền của người khác và cộng tác mưu cầu công ích. Các quyền mà không tương xứng với các bổn phận thì không phải là quyền. Phái đoàn của chúng tôi cũng cầu mong nhắc lại rằng Tất cả các vị đã ký nhận vào Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu đã dấn thân thừa nhận ý nghĩa đại đồng của các quyền con người và các quyền tự do căn bản, và họ bị bó buộc thực thi lập tức các dấn thân đó với sự trợ giúp của các cơ cấu của Tổ chức OSCE phù hợp với các nhiệm vụ của chúng. Liên quan tới điều này, Tòa Thánh tin tưởng rằng tổ chức OC và các cơ cấu của nó sẽ tập trung các năng lực và tài lực của chúng để theo đuổi các dấn thân đã đề ra, trong đó có nhiều dấn thân chưa được thực hiện. Và cần chú ý rằng, việc giải thích đơn phương hay không dựa trên sự đồng thuận không thể được dùng theo cách dẫn tới chỗ tu chính hay sửa đổi một cách bất thình lình hoặc biến đổi các dấn thân có sẵn của tổ chức. Mặt khác, Thật nên lưu ý rằng, việc thừa nhận các lời kêu gọi mở rộng các dấn thân của tổ chức OSCE mà không chấp nhận sự tiếp cận chuyên biệt của tổ chức có thể kết thúc trong việc làm tan loãng các chương trình và dự án của tổ chức OSCE cũng như rơi vào chỗ lập lại các sinh hoạt của các tổ chức khác. Kết luận Tôi xin tái bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với đoàn chủ tịch Áo vì sự lãnh đạo của họ và các nỗ lực đã làm trong năm qua và tôi cũng xin chân thành cầu chúc cho đoàn lãnh đạo sắp tới của Italia được thành công trong khi bảo đảm cho việc tiếp tục cộng tác và yếm trợ của tòa thánh. Tiếp tục chương trình Mai Châu xin thuật lại gương can đảm của bà Annabelle Steli quyết chiến đấu để chữa trị cho đứa con gái tàn tật. Một ngày đẹp trời tháng 5 năm 1988, cả gia đình bà Annabelle Staley sung sướng tham dự buổi lễ Pháp văn bằng cho các sinh viên ra trường tại Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ. Trong buổi lễ này, Georgia, cô gái cưng 23 tuổi của bà Anna Ben, vừa được lãnh văn bằng, vừa được lãnh giải thưởng Regents Honor Ava, một giải thưởng cao nhất của đại học về thành quả xuất sắc của cô trong bộ môn hội họa. Khi buổi lễ chấm dứt, Georgia tiến về phía gia đình, ôm chầm lấy mẹ và nói, Má à, hôm nay ngày đẹp nhất trong cuộc đời con. Câu nói là phần thưởng quý báu nhất dành cho bà Annabelle, người mẹ can đảm, quyết chí không đầu hàng trước chứng bệnh tàn tật kỳ lạ của con. 23 năm trường chiến đấu để đưa đến kết quả kỳ diệu của ngày hôm nay. Diễn tiến câu chuyện được chính bà Anna Penn Stanley kể lại tỉ mỉ trong cuốn sách mang tựa đề Làm sao để cứu giúp George? Bà viết George chào đời ngày 24 tháng 5 1965, sinh non gần một tháng trước thời kỳ. Lý do là gì tôi bị xuất huyết nên bác sĩ quyết định mổ và đưa bao thai ra cô bé chỉ cân nặng 2 kg. George bé bỏng đến nỗi Bin chồng tôi có thể đặt con nằm gọn trong lòng bằng tay mình. Những tuần lễ đầu tiên khi ẩm con trong vòng tay mình, tôi có một cảm giác mơ hồ là bé George có một cái gì đó không bình thường. Bé không nhìn tôi, cũng không nếp vào người tôi khi tôi ôm bé vào lòng. Bé cũng không mỉm cười bao giờ. Tôi thật lo lắng và ngơ ngẩn buồn. Nói ra thì sợ bị cười, nhưng sự thật là như thế. Vì cảm thấy mình bị xua đuổi, loại trừ bởi chính con ruột của mình. Càng lớn, cô bé càng có những cử chỉ và hành động kỳ lạ, bí ẩn. Bé không nói, không cười, cũng không chơi với Dos, chị ruột của bé, lớn hơn bé 2 tuổi. Bé có thể đứng nhún nhảy hoặc đông đưa hai tay hàng giờ mà không chán hoặc là đập đầu nhẹ nhẹ vào thành giường hoặc vào vách tường theo một nhịp điệu bí ẩn nào đó với nụ cười lạ lùng trên môi chưa hết có những tiếng động tiếng nhạc mà bé không thể chịu được một ngày tôi mở máy cho bé nghe một bài hát trẻ con đang nghe đến giữa bài hát bé liền tiến lại gần máy quay đĩa và nếu tôi không kịp thời gian ngăn chặn thì hẳn là bé đã dùng tay gạt máy rơi bể tan tành trước thái độ mỗi ngày mỗi kỳ lạ của trò chơ chồng tôi và tôi cả hai chúng tôi đều cảm thấy bất lực và hụt hẳn không biết phải xử sự ra sao và phải làm gì để giáo dục con cho đến một ngày chồng tôi quyết định từ bỏ ba mẹ con chúng tôi vì chàng không chịu đựng được lối sống kỳ lạ của con cái ra đi bất ngờ của chồng giữa lúc ba mẹ con chúng tôi căng chàng hơn bao giờ hết, khiến tôi đau khổ vô cùng. Chồng tôi có thể bỏ rơi chúng tôi, nhưng tôi đâu có thể nào lại bỏ rơi được hai đứa con nhỏ của tôi, khi mà lòng tôi yêu thương chúng vô vàng. Mạng sống của hai con tôi quý báu hơn của cải tôi có trên trần gian này, và tôi nguyện đem hết sức lực của mình để nuôi dưỡng và giáo dục hai con nên người. Tôi bắt đầu dò hỏi các bác sĩ chuyên môn và tìm phương thuốc chữa trị cho chuột Trong thời gian này, tôi gặp và làm quen với một người đàn ông ly dị vợ và sống với ba đứa con, tuổi từ 9 đến 13. Anh tên Peter, cuộc quen biết đã đưa đến việc tái hôn giữa tôi với chàng, người chồng thứ hai của tôi tận tình giúp đỡ và hết lòng yêu thương cả ba mẹ con chúng tôi. Tôi hoàn toàn nương tựa nơi chồng và trọn gia đình chúng tôi cùng đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Peter nói với tôi, hãy tha thiết cầu xin Chúa ban cho em sức mạnh và chúng ta cùng sống ngày qua ngày, nghĩa là sống trong hiện tại mà thôi, dĩ vãng và tương lai phó thác trong tay Chúa. Theo lời khuyên của bác sĩ chuyên về bệnh thần kinh, tôi gửi George vào học viện dành cho các trẻ em tàn tật tâm trí. Nhờ phương pháp chữa trị của học viện chê tiến triển tôi chút, tuy vẫn còn rất xa lạ với xã hội và với gia đình. Rồi cuộc đời biến chuyển, chồng tôi được gọi sang làm việc ở Âu Châu tại Geneva bên thụy sĩ. Nơi đây tôi may mắn tìm được thầy chữa đúng căn bệnh của Chorche. Thì ra căn bệnh này thường phát sinh lúc sinh nở, nhất là những đứa bé chào đời bằng giải phẫu, giống như trường hợp của Chorche. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm mẹ. Tôi cảm thấy sung sướng đến khóc ròng. Bao nhiêu âu lo sầu khổ, bao nhiêu rây rứt dằn vặt, dần dần tan biến. Sau đó chúng tôi trở lại Hoa Kỳ sinh sống. Georgia tiếp tục chữa trị và tiếp tục trở lại với nếp sống của một người bình thường. Rồi Georgia vào đại học và ra trường với một điểm đậu thật cao. Nhưng tôi đã phải đánh đổi điểm cao này với bao năm trường chiến đấu. Bằng mồ hôi nước mắt và bằng trọn lòng tin nơi Thiên Chúa của mình. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáng sinh đổi đời của Thánh Nữ Teresa hài đồng Giê-xu Kính thưa quý vị thính giả, trước thềm lễ Giáng sinh, chúng tôi xin tạm gác lại loạt bài về nhân đức cậy trông để gửi đến quý vị vài suy tư về biến cố lễ Giáng sinh đã thay đổi cuộc đời Thánh nữ Teresa Hài Đồng giê -xu. Thực vậy, Teresa Marta vốn là một bé gái cứng đầu và ấu trĩ. Thân mẫu của Teresa là bà Jelly rất lo lắng về Teresa và tương lai của con. Bà viết trong một lá thư, về phần teresa người ta không biết cô bé sẽ ra sao teresa còn quá trẻ và thiếu chú ý sự ngoan cố cứng đầu của bé hầu như không thể khắc phục được khi teresa nói không thì không gì có thể làm cho bé thay đổi được người ta có thể bỏ teresa cả ngày trong phòng mà không thể làm cho bé nói đồng ý teresa sẽ sớm thiếp ngủ đi tại đó cái gì đó phải thay đổi Chẳng vậy thì chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra. Trong cuốn tự thuật viết ra theo yêu cầu của bề trên, Thánh nữ Teresa kể lại quang cảnh đổi đời của mình xảy ra vào áp lễ Giáng sinh năm 1886. Lúc đó Teresa mới được 13 tuổi và vẫn ngoan cố bám chặt vào những truyền thống lễ Giáng sinh đối với một đứa trẻ. Thánh nữ kể lại, chính đêm 25 tháng 12 năm 1886, con được lãnh nhận hồng ân thoát ly tuổi thơ ấu. Đúng ra là ơn trở lại hoàn toàn. Trong thánh lễ, con được diễm phúc rước chúa toàn năng, và khi trở về tới nhà ở bissonne con hớn hở chạy vô lấy những chiếc giày đặt trong lò sữa. Thói quen cổ truyền này đã đem lại cho chúng con biết bao nhiêu niềm vui trong thời thơ ấu. Đến nỗi, chị Celine cứ muốn xử với con như một đứa trẻ nhỏ, viện lẽ là con bé nhất nhà. Ba ưa nhìn con vui mừng mỗi khi rút ra từ những chiếc giày bùa mê kia, một đồ chơi thích thú. Sự vui sướng của đức vua yêu dấu càng làm cho con thêm sung sướng hơn nữa. Nhưng Chúa Giêsu vì muốn tỏ cho con biết con phải thoát ly mọi khuyết điểm của tuổi thơ ấu, nên Ngài đã đưa con ra khỏi cả những thú vui ngây thơ Ngài đã để cho ba con đi lễ đêm và mệt mỏi, tỏ vẻ chán nản khi nhìn thấy những chiếc giày của con trong lò sưởi và thốt ra những lời làm con đau lòng. Thôi được, coi như cái năm nay là năm chót. Lúc ấy, con vội lên thang cất mũ. Chị Selin bị vì biết con dễ cảm lại nhìn thấy những hạt lệ lóng lánh trong mắt con, cũng rưng rưng muốn khóc. Bởi lẽ, chị rất yêu con và am hiểu nỗi khổ tâm của con chị bảo con, Teresa, em đừng vội xuống kẻo lại khổ hơn khi tìm xem trong giày có những quà gì. Nhưng Teresa không còn như xưa nữa, Chúa Giêsu đã biến đổi tâm hồn con rồi. Nén nước mắt, con nhanh nhẹn xuống thang và cố nén tiếng đập hồi hộp của trái tim và cầm lấy những chiếc giày đem đặt trước mặt ba với dáng điệu vui mừng như một công chúa. Con hớn hở rút tất cả những đồ chơi ra ba cười vang và trở lại vui vẻ như thường, khiến cho chị Celine tưởng như chiêm bao vậy. May thay đó lại là sự thực êm đẹp. Teresa đã tìm lại sức mạnh tâm hồn, một sức mạnh đã biến đi từ hồi 4 tuổi rưỡi, và từ đấy luôn được bảo vệ toàn vẹn. Biến cố trên đây, về sau được Thánh nữ Teresa gọi là phép lạ lễ Giáng sinh, biến cố đánh dấu khúc quanh trong cuộc đời thánh nữ, đưa thánh nữ vào sâu trong tương quan với Chúa và hai năm sau đó Teresa gia nhập đan viện Cát Minh ở địa phương. Teresa coi phép lạ ấy như một hoạt động của ơn thánh Chúa, đổ tràn tâm hồn và mang lại cho Teresa sức mạnh và can đảm thực hiện những gì là chân, thiện, mỹ. Đó là món quà Giáng sinh Chúa ban và đã thay đổi lối sống của Teresa. Sau cùng, thánh nữ hiểu rằng mình phải yêu mến Chúa một cách nồng nhiệt hơn và rời bỏ cách sống ấu trĩ để trở thành người con đích thực của Chúa. Teresa vẫn còn giữ lại một chút gì, sự cứng đầu, nhưng là một cách tốt đẹp, như một sự cương quyết gắn bó với thánh ý Thiên Chúa, phó thác trọn vẹn cuộc sống của mình cho Chúa. Thánh nữ Teresa Hai Đồng giê đã xác tín mạnh mẽ về tình yêu của Thiên Chúa đối với mình và hết sức tìm cách đáp lại. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Teresa không ngừng suy niệm về những lời trên đây của Thánh Doan Tông Đồ trong thư thứ nhất và của tin mừng, để từ tâm hồn Thánh Nữ nảy sinh những trang nồng cháy tình yêu đối với Chúa Giêsu. những trang sách này như một tiếng vọng con tim của Chúa. Thánh Nữ viết, tôi hiểu rằng tình yêu bao gồm mọi ơn gọi, tình yêu là tất cả. Tình yêu tóm gọn mọi thời gian và không gian. Trong con tim của giáo hội là mẹ tôi, tôi sẽ là tình yêu. Trong bầu không khí chuẩn bị lễ Giáng sinh, các tín hữu cũng được mời gọi như Thánh Teresa Hài Đồng xác tín về tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và mỗi người. Chính tình yêu đó đã thúc đẩy con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thiên Chúa có thể từ trời cao ban xá lệnh cho loài người và hòa giải nhân loại với Ngài, nhưng Ngài đã cho con một Ngài xuống thế để đích thân thi hành công tác này, tái lập sự tốt lành nguyên thủy của loài người và đưa con người trở lại quan hệ tốt đẹp với Ngài. Tại sao Thiên Chúa lại chọn phương pháp này? Đây quả thực là một mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa. Tuy nhiên, các nhà thần học Công giáo cũng cố gắng tìm hiểu và giải thích phần nào về mầu nhiệm này vì thế giáo lý công giáo vẫn dạy rằng con thiên chúa xuống thế làm người vì hai lý do chính trước hết là để có thể chịu đau khổ và chịu chết như chúng ta bởi lẽ trong tư cách là thiên chúa ngài không thể chịu đau khổ và cũng không chịu chết được lý do thứ hai là để không những bằng lời nói nhưng bằng cả cuộc sống ngài chỉ cho con người những điều chúng ta phải tin phải hy vọng và sống đẹp lòng thiên chúa trước hết con thiên chúa làm người để có thể chịu đau khổ và chịu chết vì chúng ta thiên chúa muốn tha thứ cho nhân loại tội lỗi nhưng đồng thời đức công bằng cũng đòi buộc phải có sự đền bù những xúc phạm lớn lao mà nhân loại đã làm cho thiên chúa cao cả giờ đây qua sự đau khổ và sự vâng phục cho đến chết trên thập giá con thiên chúa đền bù những xúc phạm đó thay cho nhân loại trong tư cách là thiên chúa ngôi hai không thể chịu những hình khổ thể xác cũng như tinh thần vì vậy ngài đã mặc lấy xác phàm cùng chịu thân phận làm người với tất cả những giới hạn của con người để có thể chịu đau khổ và chịu chết hầu đền tội thay cho nhân loại và như thế có thể hoàn toàn thỏa mãn những đòi hỏi của đức công bằng lòng nhân từ và sự khôn ngoan của thiên chúa tội lỗi sinh ra sự chết và con thiên chúa đã muốn chịu đựng sự chết đó Tội lỗi là sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nhưng qua cuộc khổ nạn và cái chết, con Thiên Chúa làm người chứng tỏ sự tùng phục sâu xa trước uy quyền của Thiên Chúa. Lý do thứ hai, con Thiên Chúa làm người để dùng lời dạy dỗ chúng ta tất cả những gì cần phải tin, phải trông cậy và hành động, hầu được cứu thoát. Xưa kia trên núi Sinai giữa sấm sét và tia lửa Thiên Chúa đã ban luật của Ngài cho dân Israel. Dân Israel ở dưới chân núi kinh hái, đứng xa xa và nói với Môse: Xin ông hãy nói với chúng tôi và chúng tôi xin vâng nghe. Nhưng ước gì Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Trong sách đệ nhị luật, Chúa còn phán rằng, Chúng nói phải, ta sẽ cho trỗi dậy giữa anh em chúng một tiên tri như ngươi, ta sẽ đặt các lời của ta nơi miệng nó và nó sẽ nói với chúng mọi điều ta truyền cho nó. Vị tiên tri này được chọn giữa loài người trong thời tuân ước, chính là Đức Giêsu Kitô mà các tiên tri trong cựu ước đã tiên báo. Dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng lớn, ánh sáng được chiếu tỏa cho những người còn nằm trong niềm âm u của sự chết con thiên chúa làm người chính là nguồn ánh sáng soi chiếu cho nhân loại còn ở trong vòng tối tăm của tội lỗi ngài đến để khai sáng tâm trí con người bằng giáo huấn cứu độ của ngài mà khải cho nhân loại những mầu nhiệm của thiên chúa về cuộc sống của ba ngôi trí thánh và nhất là về tình thương của thiên chúa đối với loài người Chúa Giêsu cũng dạy con người cách cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trong niềm tín thác con thảo và hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước tiên và đừng tìm cách tích trữ những của cải hư nát đời này nơi mà mối mọt đục khoét và trộm có thể lấy mất. Chúa Giêsu cũng chỉ đường cho con người đến cùng Chúa Cha trên trời. Con đường rộng thanh thang sẽ dẫn đến sự chết và nhiều người đi vào con đường này nhưng cửa và con đường hẹp sẽ dẫn tới sự sống và ít người tìm thấy nó. Sự tuân giữ các giới luật Chúa chính là con đường hẹp dẫn tới sự sống đời đời. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, những người hiền lành, những kẻ khóc lóc, những người có tâm hồn thanh sạch, những người chịu bách hại vì lẽ công chính, vì họ sẽ được nước trời làm cơ nghiệp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt toàn ban việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ việt nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21 nguyện xin chúa giêsu kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ maria thánh cả giuse và các thánh Tứ đạo việt nam lầu đế tua giêsu christus ngợi khen chúa giêsu kitô